xin chào quý vị. Hiện tại Trammy đang có mặt tại booth của Jalivia ở Cosmo Prof Convention, và đứng kế bên Trammy là chị Julie, là president của công ty Jalivia. Hello chị Julie, chị khỏe không? Dạ khỏe, chào Trammy, Julie khỏe. Hiện tại ở Cosmo Prof năm nay đó thì mình đang có những cái sản phẩm nào mà chị đang feature tại cái show Cosmo Prof vậy chị? Sản phẩm của Jalivia thì đầu tiên là mình có cái là bột của Jalivia, nó gel lacquer matching, thì tuyên quan thì cô cũng thấy rồi đó, là những cái màu của bên chị là 132 màu, thì ra thị trường là cũng một thời gian rồi. Nhưng bây giờ ngoài cái mà những cái nail, những cái bột á, nó sản phẩm đó nó còn kèm theo những cái nail art, cho nên á chị focus vô cái nail của cái show năm nay á, là những cái nail art nó kèm theo là nail accessory, cũng biết không, bây giờ bột gel lacquer nó là một cái basic, nhưng bên cạnh đó mình cũng cần phải có những cái nail kèm theo, giống lấp lánh kim sa cá lặn hay là xương sa hột lựu, là phải có những cái đó thì để cho cái nail của mình nó mới nổi bật. Thì khách hàng của nail không phải chỉ là những người simple, mà nó còn phải những nail extra, I know, extra, phải có extra, cho nên những cái đó làm cho mình different. Nhiều khi mình đi đâu mình cũng thấy sản phẩm của mình, oh wow, có thể làm được nhiều thứ hơn là những cái basic như hồi xưa. Có nghĩa là nó limitless, không có limit nha quý vị. Quý vị có thể là những cái sáng ý nào quý vị muốn là design hay cái gì đó, là feel free to do it with Jalivia. Đối với sản phẩm của Jalivia, mình dùng là không phải chỉ có basic là làm bột gel hay là dip này kia, bên mình đó là dip, lacquer, làm acrylic và 3D, ombre and everything có thể làm được với sản phẩm bột của Jalivia. Và bên cạnh đó những cái nail art đó, là nó có thể làm cho Jalivia make it different. That's why we call it be different. Ok, cái đó là cái câu châm ngôn của Jalivia. Dạ, với lại là cho Trammy hỏi là hiện tại những cái sản phẩm của Jalivia là được sản xuất tại đâu vậy chị? Dạ, cái sản phẩm của Jalivia được sản xuất tại Mỹ. Dạ, làm everything in-house. Dạ, cho nên đảm bảo chất lượng. Đảm bảo chất lượng, và lúc nào mình cũng stand behind cái product, đứng đằng sau sản phẩm của mình. Ai mua về dùng, bất cứ câu hỏi gì mà không hài lòng với sản phẩm hay là hài lòng với sản phẩm cũng nên gọi cho Julie một tiếng. Giống như mừng, I mean là tốt cũng gọi cho Julie biết, Julie cảm ơn. Còn nếu không tốt cũng phải gọi cho Julie để mình làm nó better hơn, cho nên lúc nào mình có sự improve trong sản phẩm. Như vậy rất là tốt ha. Với lại cho em hỏi là tất cả những sản phẩm của chị hiện giờ là đã có mặt trên thị trường hết rồi phải không? Available to purchase? Dạ đúng, everything là đã available để purchase mà từ cái tiệm nail supply. Trammy rất là cảm ơn chị Julie của Jalivia đã cho Trammy cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay ha. Dạ, chị Julie có lời nào nhắn gửi tới quý khán giả của Việt Beauty không chị? Dạ, Julie xin cảm ơn Việt Beauty đã có một cái phái đoàn thật là lớn đến đây để mà ủng hộ cho support cho Jalivia. Rất là cảm ơn rất là nhiều.